Hello, Berry Boon chào cả nhà gà nha. Hôm nay là mình mùa hè rồi. Năm ngoái mình cũng quay ở Las Vegas cho mọi người coi. Đúng không ta? Năm ngoái phải không? Năm nay mình cũng summertime nữa. Mình cũng dắt con cái gia đình đi chơi ở đây. Sẵn tiện mình tham gia cái big tour này mình luôn. Cái tour này mình rất là lớn. Mỗi năm có một lần. Thì cái đó là tổ chức ở casino khác. Hôm qua hôm kia mình đã bên đó nhưng mà ngày mai bắt đầu mới start. Còn hôm nay là mình đi vòng vòng mấy cái casino. Hiện tại cái win này là cũng nằm ở bên Boston, cái chỗ mình ở luôn đó mọi người. Nó có cái tên khác là Encore, nhưng mà ở bên Encore thì không phải là tên win, nhưng mà nó là cùng company với nhau. Còn ở đây vừa tên win với là Encore luôn. Bây giờ mình vô mình check out, ở bên đây nó có cái buffet seafood á. Giờ mời mọi người theo mình nha. Ta đi đâu đẹp quá. Cái này last time đi cái nước waterfall này của chơi gì đó, dắt lên đây nè, ngồi ở trên phía này luôn nè, đi vô chỗ này nè, vô đây đẹp nè. Vậy đây. Mình nhớ là vô đây win ha, mình không nhớ tờ ha. Thì ở bên này cái casino bên này nó đẹp hơn bên Boston mình nhiều. Đẹp chưa? Waterfall không? Đẹp quá ha. Ở đây mình có thể ngồi nghỉ ngơi rồi kêu order nước ở đây uống. Bây giờ quá chừng người chờ đợi luôn, để lên chắc anh. Mình đi đâu buffet ta? Mình sẽ cố gắng quay những cái gì đẹp đẹp cho mọi người coi. Nãy mình ra đây rồi. Hôm nay là lễ July 4, ngày độc lập của nước Mỹ đó mọi người. Bất đề của nước Mỹ phải không? Tối nay là sẽ đốt pháo bông rất là vui, nhưng mà mình sẽ cố gắng, mình sẽ tới sớm để mình quay cho mọi người coi cảnh đẹp ở Las Vegas về đêm như thế nào nha. Mong rằng mình đừng có bị xỉn. Ở đâu hả?
Rồi mình chờ nãy giờ cỡ 2 tiếng đồng hồ, bây giờ mới gần tới thôi à. Rồi mời kêu quay kìa. À, tại vì cái giá của buffet này là cũng trung bình, tính giá trung bình của Las Vegas. Cho nên là thấy đây là mấy người dân trung bình vô không thôi. Còn mấy chỗ mà mấy cái chỗ khác á, thì nó mắc hơn, 120 đồng cũng có, 80 đồng cũng có. Nhưng mà mấy cái đó phải đặt trước, mình đang chờ đợi để làm để đặt bên đó. Lần nào mình cũng bị hụt hết á. Hôm nay tự vì mấy nó đói bụng cho nên ghé tới đây luôn, mà đâu nghĩ mà phải chờ lâu gì đâu. Nếu mà biết chờ lâu thì mình không có tới. À, mình vô chổng coi có cái gì ngon không. Nếu mà gặp đồ ngon thì mình thỏa mãn cái bụng của mình. Còn mà nếu mà đồ ăn mà nó không ngon á, trời chắc mình bực chết đi được. Thời nãy mình nói là 2 tiếng đồng hồ mới được get in, nhưng mà ngồi đứng chờ thêm khúc nữa, không cỡ thêm nửa tiếng nữa. Thank you. Ra thêm nửa tiếng nữa. Then put in. How are we doing, Kim? My name is Jay Sepp, taking care of you tonight. We're gonna get you a drink. Orange juice. Is it a fresh orange juice or? It's natural. Oh, okay. Great. Three orange juice. Three orange juice? Yeah. Bây giờ mình mới vừa ngồi xuống, bây giờ mình sẽ đi lấy food nha mọi người nha. Mình đi theo chị Nhoa. Mình đói quá rồi. Hai chân bụng rụng. Small.
And butter. Mình phải đem lại nha cho kia trước ha. Nó có hai chỗ để mà lấy snow wrap phải không? Thì ở chỗ này là nó có là đồ lạnh, đồ nóng, còn đằng kia là đồ lạnh. Thì đâu ai thích ăn đồ lạnh đâu. Oh, where is it? Nè, cho ăn muối tiêu nữa. Cái này nãy nằm kế cái chỗ cua cũng ngon lắm canh, so béo. Yummy. That's mussel với lại mussel với con clam and then the fish. Này nằm scallop and the shrimp. The sauce. Cho ngon. Cái này ăn nó cũng không có mặn. Ngọt ngon lắm. Nếu mà compare với lại Boston của mình nó cũng có no crab nhưng mà chỉ có lạnh, nó không có nóng. Ở đây nó có cái nóng cho mình ăn nữa. Nhưng mà coi lại nha, hồi nãy mình coi là 29-30 đồng mà không phải. Mình nhìn lại cái đó là gì? Cái này tổng cộng mình ba người là 200 mấy á. See that? No. Look. Discount xong rồi đó. Cao xong rồi còn lại 201 đồng 74 cent ba người. Hồi nãy mình nói lộn nha. Bởi vì nó làm được có vụ giá đó. Ngon chứ. Thôi vô, nhưng mà cái kia là trái gì vậy? Rồi đây nè. Nhìn vô này nữa, hình như rượu hay nước vậy. Này 29 đồng. Packet. So far thì mình thấy cua, tôm với steak là ăn ngon nhất. Mà đây có lobster không đâu rồi. Cua ngon ghê á, em thích cua ở đây. Nó không bị tanh lắm, mà nó ngọt nữa, nó không mặn. Và ước gì có cái nước chấm của mình là bá phát. Mình sẽ cố gắng ăn chục dĩa này á, thì nó không phải một chục dĩa này mà là chục dĩa này mới đáng giá mình đợi nãy giờ. Từ đó bụng quá mà ngon ghê. Bây giờ mình thấy tạm thời là mình thích nhất món này, để mình ăn xong món này xong rồi có gì mình kiếm được món nào ngon nữa rồi mình sẽ cho mọi người coi tiếp nha. Có đầy đủ đồ tiện nghi, có đồ kẹp rồi, nãy giờ mà mình đợi chắc 2 tiếng rưỡi 3 tiếng đồng hồ, đói quá giờ vô ăn không thấy gì, người ta để trên bàn mà không thấy đồ luôn. Bây giờ mình sửa camera mới thấy là người ta để trên bàn hết rồi. Quá hư.
Ngon á. Cái này mình mua ở restaurant Libo á. Một hộp bao nhiêu pound kia nè? Một hộp 10 pound là khoảng 300 mấy đó. Ở đời mình ăn được mấy cái nó không mặn, mấy cái này mặn quá. Chắc cái thưa thấm. Thường người ta luộc nó nằm ở dưới cái nước thì có khi người ta bỏ thấm nước nhiều thì nó đỡ mặn. Con lại lấy ăn đi con, nhiều ăn mà. Mình tranh thủ cứ lấy miếng ăn gì cũng được á. Yeah. Something fun. No, ăn nè. Đây là làm biến á. Ăn mà. Không có cái muối mà mình tự làm muối này. Not bad. Ngon. Ngon mì. Mình đang cố gắng để mà mình lấy cái hẹn ăn ở trong kia nha mọi người, cái đó chỗ đó bự hơn chỗ này. Có toàn bộ seafood, có lobster, có king crab luôn. Ngon quá, ngon quá. Hơi mặn á. Này chắc cái khúc đó khúc đầu ở trên á. Là khúc ở dưới đáy nồi họ bốc lên trước. Bỏ qua. Đấy là mặn hả? Nó dưới đáy nồi là nó có nước. Thì cái nước nó lúc mình nấu á, nó sẽ loãng ra cái chất mặn ra. Thì ta bỏ lên cái tray á là cái này nó nằm ở phía trên đầu, ở dưới đít là lên trên đầu của cái tray mới. Cho nên nãy lúc mình ăn mấy cái đầu tiên thì nó ngọt nước, nó ngọt. Mấy cái này nó nằm ở trên, nó chưa có cái nước thấm vô, nó sẽ bị nó còn mặn quá. Cần cái nước ở dưới đấy hả? No. Tức là trong một cái nồi họ đổ nước vô đúng không? Khi mà họ đổ cua vô, đúng không? Steam hết trơn, phải luộc vào. Luộc, nếu mà steam là nó sẽ mặn. Tại vì cái cua này ở trong hộp mình mua về nó rất là mặn, nhớ không? Họ sẽ luộc cái nước ra. Khi em bỏ vô thì cái nó nằm ở dưới đáy thì nó thấm nước hết everything, cho nên là cái đó nó xả ra cái mặn rồi. Còn mấy cái trên top á là nó không có thấm cái nước ở dưới, cho nên nó vẫn còn rất là mặn. Mà khi mà người ta bỏ ra cái tray ra đây á, là những cái trên đầu nó sẽ nằm ở dưới đít, mà những cái dưới đít nó sẽ lên đầu. Năm nay mình đi là dịp lễ July 4. Nó hơi đặc biệt chút xíu là hơi đông. Nói là khách mà đó. No. À, năm ngoái là nó cũng mùa hè luôn á. Mùa hè. Thì nóng hả? Năm ngoái phút là tháng 11. Thế hả? Ờ, năm ngoái mình đi là gần sắp Thanksgiving. Là khoảng tháng 11. Năm nay là ngày July 4 luôn. Okay.
Vậy mình tính là bao nhiêu người, bảy mấy rộng người á? Chưa hết ba dĩa hết rồi hả? Nói hét cho cô vô ăn chưa hết ba dĩa. Dĩa này là mới dĩa thứ hai thôi à. Mà chưa xong nữa. Ba. Ba à? Ba. Mình là bị đói con mắt. Có một ba dĩa. Bị đói con mắt. Okay. Okay. I did in school. Sorry. Oop, I did not see that. Sorry. I'm gonna be famous. I'm gonna be famous now. Nó bẻ cái khúc này mình giật đâu ra. Nóng quá sao. Rồi là cắt rồi. Đó là mình để chỗ 70% á. Cắt cái chỗ 50%. Nó phải bẻ cái đầu một đầu này nè mới được. Chút xíu này thôi. Khớp xương á. Nó dính mà đã coi kêu biết nó về. Cắn được một miếng nào mà nó ngọt á, sợ nó đã nha. Mà cắn miếng mặn cái chán thôi chứ. Để mình làm cái sốt của mình đi bỏ mối mấy chỗ này thôi. Một á. Hả? Đây là dĩa thứ mấy? Đây là dĩa thứ 5 rồi mọi người. Chắc không tới dĩa thứ 10 đâu, thứ 5 là dĩa này là the last one. Mình tưởng mình ăn cho đủ vốn nhưng mà cái này chắc chưa đủ. À, mệt quá. Mới vô nóng ngon. Cái này mình wow hay vậy. Cái mình lột. Cái này mình lấy từ từ, mình ăn từ từ thì nó ok, ngon á. Còn mình lấy vỏ vàng ăn á. Cái dĩa này á tuy đã no, đây là dĩa thứ 5. Tuy đã no. Nhưng mà nó vẫn còn ấm á, mình la lấy liền á thì nó ngon. Yes please. Orange juice. Yeah. Just one. Just one. Share with her. Share with the thing. Yeah, just one more. One more. Trời, khi mới ra nó vẫn còn ấm nên ăn nó đỡ ngán chút xíu. Nhưng mà mình ăn không nổi. Cái này vừa ăn mà có người trợ giúp mình lột cho ăn nữa, bởi vậy không cần phải tốn công. Cho nên nãy giờ mình cứ ăn một mình ăn nhiều quá. Camera man nói mình ăn 4 dĩa nhưng mà thật sự là mình nghĩ là 5 dĩa. Tại mình lấy 5 lần nhưng mà không ai ăn, toàn là ăn mấy kia không, ba lại với lại can ăn mấy cái steak với mấy cái đồ khác, cơm rồi không, mà còn mình chỉ có mình ăn cái này thôi. À. Ăn đi.
quên hả, tự nhiên bẻ ăn cái cục ngắn ngắn chứ. Cái này là cái này kia bằng gì cơ nè? Cái này kia bằng gì? Oh, creme brulee. Oh, wow 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 wow. Come on. Nè. Creme brulee. Yeah. Có muốn ăn này không? Yeah, try that. Creme brulee is good. Cái này là ice cream lychee. Have I did that? Oh. Lên đây. I don't want to use this. Mm. Good. I don't want to use this. Mm. What the heck? Con chuối. Mm. Lychee okay, good. No, no. Bye bye mọi người nha, mình ăn nhiêu đây là mình muốn trợn mắt lên trên hết trơn rồi. Để mình đang cố gắng lắm, mình hết finish cái này, xong cái này sẽ đi tản bộ. Rồi tối nay có cái gì chỉ có coi pháo bông. Rồi đi đánh bài. Nếu mình vô đánh bài được thì mình sẽ cho mọi người coi nha. Chứ sợ mọi người, nó không cho quay đâu. Quang đi. Đi chi ice cream is good. Anh chơi mấy? Thơm. Nó có cái cơm giải mà. Nó có cái trái giải mà. Ngon lắm. Thử không? Ước gì bây giờ mình còn bụng mình ăn này nè. Ngon. Ngon. À. Bây giờ mình thử cái này gì đây ta. Đây là passion fruit. Mango. Mango. Sao mùi giống mùi chanh nữa? Sour mango. Thank you. Bye mọi người nha, bye bye. See you tonight. Chúc gặp mọi người fireworks. Coi pháo bông. Hãy subscribe. Cái này là combo nước thôi. 29 đồng 30 xăng. Hay là con có quên gì không? Có mà. Có mấy đường gà kia mà. Đẹp không? Để cái mấy cái tên dưới kìa. Mấy cái tên. Cái này là gì đây? Ice cream hả? Chocolate food. Oh, yogurt. Oh, yogurt. Thank you.
Oh, right there. Have money in there too. Oh, money. Đó. Trong miệng sư tử. Con sư tử là con kỳ lân. Bà là đựng đụng cho con của người ta đó. Rồi đây nè, quá trời luôn. Rồi đây này. À, không biết cái này để cho lucky money cho mấy con sư tử hay là của mấy anh gửi xe không biết nữa. Bốn chân luôn. Bốn chân. Nên có tiền đây nè. Đây, để mấy sư tử xài. No money, he just say. Oh no, no. That's a nice tattoo, right? I love it. I want that in my head.